Ok, chẳng lỗi, bọn ạ, con trời. Nên bữa đó đã lâm xa năng chính hay ai đã tới quận bán bông bữa chọc hay hay sẽ đó hay ta lịch khách ăn cơm thì chọc thật mình ai vô để mình đây hết ta từ từ cô loại này kia thầy tam thành phim năng vì ai miền là ta vô prom quận bán phải rồi mà tới tam này mới quý thông đã là khách trên tới vì miền và cam miền bánh hà có miền chụp xài và đây sống khăn là miền phải giao chẳng thiết kỷ trong sáng khang mà anh thấy rồi nhớ đó để ở lại đêm vô khang Alo bọn nó ngay ở chân mạng thôi chắc hay ở P ra ngoài hói ở dôm ai nhóm bóng mà phụ nhóm ai nhẹ đè tư bà đặt mì đai nâng dôm ai nhóm bóng mà phụ nhóm đã tạo đo có to mà. Ok, chào mừng hôm nay đã lấy chú sao lại thở bông mùi mất hay chào mừng bông nâng ở cái tiệm Và tam ạ tình này nó không có đá nâng tụ bây khi mình ban mà rồi phía rồi cơ nhâm sừng khâm cái sắp bị rồi đấy bọn phù bờ dương tam cả lạ tài sản ý cứ chỉ cả lạ tài sản mũi tài quạt cầm bông tài tiêm tia pi chậm nạp bật ở rộng pi bị khang chờ nên chẳng nhung cơ tham miên sừng khâm chờ bà tam ạ tình này cả đá nâng hay nè bông vô chắc bạn bông cơ ta cua đã đi khách lại qua đó nè hay vì cua ta qua và quạt cất về ngày cho một tức quạt thờ ca lại con thù bị trắng chờ đấy bông cơ thành dân kia hay là mỗi đôi đằng xe đường dây flow cao sẽ bông về là bộ quá là mềm như thư bị chọi trong bầy bông nó mềm này chứ không phải vì rồi còn bị chọi trong đó chứ còn là rồi vì cực kỳ phiêu cũng vậy nhưng phải bộ quá đó em cũng bóc sừng khâm hả thả những người làm sao lại hay sừng khâm ở đây chơi clear càng nghe là ngày bàn lỡ không á ok thầy anh bảo anh còn anh bên này xây thì tôi chuyển hồ sơ là bây giờ anh có bán cảm ơn anh trên một màu nhắn của lâu cái mưa phòng dùm xong lúc nào mùi rồi cái kịch lâu xế nhắn ta mong dù lấy á anh bạn ơi nè để cái giờ giờ nở lại nằm xem mới tiếp trong trang chỉ bị quá nhé cứ chui cho mùi xâm đạch để to là hói bong đừng vô mùi cầm rạch tiết thì tất chất bỏ cốt rồi gọi bong ai cơ tha bong là hốt đó thua lại bong vô hay bong ai cơ tha bong ai châu rung chụp này bàn mấy rồi gọi bong chân đầm nái ca tâm mục mấy tiết rồi gọi mấy tiết ảnh năng chỉ ca vô khơi bỏ bong ấy nè tam tâm mục tiết năng chỉ ca xâm đạch chất bỏ bong hai chỉ ca vô khơi bỏ bong này tại tôi ngọc bong club score rồi tam nan god score ấy ảnh năng score score lại bên tay trong ni tha bà sân gì ní mong ai score quạt đẹp to rồi cứ trong tha ban score quạt đẹp to chẳng hay pia ca sơn nôm po rồi cứ pan chan tẹt mỏi anh ta đó quạt ca vội đẹp mỏi vừa khơi thì sơn cung rồi ca đặc nom bọc quạt đẹp to hay xoay vừa bị quạt bạch thái anh chỉ lo mỗi hoàn nhóm còn để chỉ nhận để tha chui chọc nhận nón áo với bông tam bất nhóm ai sẽ chọc thì nhận tận nón áo bông mùi quạt lấy quạt bán này phần tái sự nghiệp nhóm nhóm trang lại bóng tay chụp quạt rồi có chọc nhẹ nồng một quạt đòi miên đầm lại vừa cứ bỏ bỏ sân dị bong tới chụp quạt đi tha đòi coi coi nơi sóc sóc tới chụp quạt tình giấy gầu vía mới tới trong nghĩa tha ấp trong nghĩa tha ấp xoay miên làm lại sầm rạp bóng á nhấn nhâm trong lại bóng phơi hướng ạ tình nẹt tình đồng hướng chia ca lo mũi bóng chui tình nẹt tình đồng tạo đau quạt tại chụp không sầm rạp sầm rối thôi cái ca nghiên là ngày hai tới anh đang bị chỉ sna đây bỏ bong mũi tại ban chui sầm rạp sầm rối thôi cái ca nghiên nâng ấy chấn á bong nhấn đầm lại bằng án ở chụp sầm rạp thôi để sao mày phơi hướng nâng chụp cháy hai viên đầm lại á bong vậy tới như thế
ភ្ជាប់ទៅនឹងឥឡូវក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យមានស្នាដៃអាហ្នឹងវាជាតម្លៃរបស់បងមួយទៀតតកតងនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសុកសុកឧទាហរណ៍ថាបងចង់និយាយថាបងមិនទាន់បានធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការងារនឹងជោគជ័យខ្ញុំនាំសុកសុកនាំបងទៅជួបសម្ដេចអញ្ចឹងទៅហើយការងារហ្នឹងពេលដែលបងអូឥឡូវបងអត់បានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទៅពេលបងទៅជួបសម្ដេចអញ្ចឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអត់ជោគជ័យអត់អីអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើអត់បានឬក៏មានបញ្ហាអីមិនខ្មាស់អាហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងល្អហើយបងអរគុណច្រើនហ្នឹងបើដកតែខ្លឹមសារហ្នឹងចេញហើយអាចដាក់ទៅឲ្យគាត់បានបងបញ្ចប់ទៅហើយថ្ងៃស្អែកណាហើយតាលិខិតហ្នឹងក្រោយពេលចប់ផិតមានអីយកប្រេមេដៃហើយតែត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកគេហើយតាមស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចមានយ៉ាងណាតែយល់ព្រមគាត់មិនភ័យរយមកតែតាមកន្លែងមើលវីធម្មតាតែលិខិតចេញទៅវាមានប្រតិកម្មមានបញ្ហាក៏មានចុះខ្សោយប៉ុន្តែសំខាន់ថាមានប្រយោជន៍ទាំងពីទាំងសងខាងមិនភ័យរយយ៉ាងណានេះយកតែដើមយល់ខាងអាឡូបងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម៉ាញ់ធ្វើចុះហើយពេលរមៃហើយយកឲ្យខ្ញុំហ្មងមកព្រោះខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលទៅប្តិតមេដៃហ្នឹងយកឲ្យខ្ញុំហ្មងមកព្រោះខ្ញុំដាក់ទៅដល់គាត់ផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងអូខេចាំមើលអូនឯងដាក់លេខទូរស័ព្ទឯងប្រើបងមួយមិនហើយចាំមើលបងនឹងឲ្យវាតទៅបើតាមអត្តន័យនៅក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏ខ្ញុំសង្ឃឹម90% ដែរបងព្រោះបើយោងតាមកលៈទេសៈនេះគឺជាកលៈទេសៈមួយតែគាត់កំពុងតែទៀមទាពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីវិឆាំងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានសង្ឃឹមច្រើនបើតាមអត្តន័យក្រដាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបងយល់អញ្ចឹងបានបងគិតថាគួរតែដាក់លិខិតឲ្យគាត់ណាហើយពីគួរតែគាត់បើគាត់គិតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៅគាត់ត្រូវការគាំទ្រពីវិឆាំងច្រើនហើយបងគិតថាអញ្ចឹងទេអីណាមួយដូចដឹងស្រាប់ទៅនិយាយផ្លូវការផ្សេងបងវាណិតពួកគាត់មិនមែនជាធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីបងដើម្បីណាទេប៉ុន្តែនេះវាឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់ទេព្រោះវាគិតពីភាពលំបាកយ៉ាងថាពួកគាត់តែបងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយហើយសង្ឃឹមថាជួយ clear ការងារនឹងឲ្យបានល្អផងណាហ្នឹងអូខេហើយអាចបានអីខ្លួនឯងមានអ្នកផ្សេងទទួលជំនួសសិនដើម្បីយកឯងក៏បានកម្អើឯងចេញមុខមកអញ្ចឹងក៏លើគេមើលផងយឺមសំរុំណាមួយហើយគេគិតផ្លូវផ្សេងហ្នឹងតាមមកយល់ទេណាអាចបានឲ្យអ្នកដែលគេយកឲ្យនៅលក្ខណៈផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបអញគឺជួបជាមួយសម្ដេចដោយផ្ទាល់ហើយបងនឹងយល់មួយកម្រិតទៀតពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ឬក៏បងអាចទៅថាបងរហូតដល់ធ្វើឲ្យបងយល់ហើយបងអាចគិតថាបងអាចចូលរួមចំណែកបានមិនឬក៏បងចង់ដំណើរការទៅមុខមិនទៀតឬក៏មកទៀតអានឹងជាការយល់ឃើញរបស់បងហ្នឹងណាតាមទៅមុខទៀតនឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងហើយជាការយល់ឃើញរបស់បងឯងតើតើបងធ្លាប់ស្គាល់ឬតាមណានគាត់ស្គាល់អីអានឹងស្គាល់ហើយប៉ុន្តែចង់នេះថាបើសិនជានេះបងអាចស្គាល់គាត់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ចង់ថាបានស្គាល់គាត់ដោយផ្ទាល់ជាងហើយផ្ញើការសំណូមពរឬក៏បញ្ហាឆន្ទៈមកឯងទៅដល់គាត់ការអ្វីដែលបានយល់ឃើញពីសង្គមឬការដឹកនាំរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ហើយស្វែងយល់ពីគាត់បន្ថែមអានឹងជារឿងល្អមួយគាត់ខ្ញុំគាត់ដូចជាអ្នកដែលថាជួយជប់អ្នកនងឲ្យឯងបងតាមពិតខ្ញុំអាចជាជប់តអ្នកតនងឲ្យបងមួយគាត់លើក៏ទៅបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងទៅជួបគាត់ឬក៏ជប់អ្នកនងមួយគាត់ដោយមានតម្លៃព្រោះគឺបើសិនជាបងទៅជួបគាត់ឯថាដោយឆ្កយឆ្កយនៅសុកសុកទៅជួបគាត់ទៅនិយាយក៏វាមើលទៅចង់និយាយថាអត់
ចង់និយាយថាអត់ស្អីមានតម្លៃសម្រាប់បងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើគ្រឿងអតិណតនងគ្រឿងជាឱកាសល្អមួយបងជួយតំណាក់តំណងទៅដល់ពួកគាត់ដែលជាប់ឃុំសម្រាប់សម្រួលធ្វើកិច្ចការងារនឹងឯហើយទៅអានឹងវាជាស្នាដៃរបស់បងមួយតែបានអូជួយសម្រាប់សម្រួលធ្វើកិច្ចការងារនឹងអីចឹងណាបងអញ្ចឹងតម្លៃបងឯងជួបសម្ដេចឆាយដែលសាមញ្ញធ្វើរឿងនឹងជោគជ័យឲ្យវាមានតម្លៃហ៎បងនិយាយទៅអញ្ចឹងភ្ជាប់តំណងឥឡូវក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើកិច្ចការងារនឹងឲ្យមានស្នាដៃអានឹងវាជាតម្លៃរបស់បងមួយទៀតតកតងនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសុកសុកឧទាហរណ៍ថាបងចង់និយាយថាបងមិនទាន់បានធ្វើការងារនឹងខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការងារនឹងជោគជ័យខ្ញុំនាំសុកសុកនាំបងទៅជួបសម្ដេចអញ្ចឹងទៅហើយការងារនឹងពេលដែលបងអូឥឡូវបងអត់បានធ្វើកិច្ចការងារនឹងទៅពេលបងទៅជួបសម្ដេចអញ្ចឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងអត់ជោគជ័យអត់អីអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើអត់បានឬក៏មានបញ្ហាអីមិនខ្មាស់អាហ្នឹង